Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây MP5 Cung Hoàng Đạo. Và cái dòng súng này thì nó rất là sida nhá, cực kỳ yếu luôn, yếu nhất Crossfire Legend. Ở khẩu này thì mang vào săn zombie thì ok, còn vào C4 thì cứ mặc định là SML trở lên thôi. Ok, trận này thì mình gặp team người ta hơi mệnh, đã thua mất là 0-1 rồi. Mình sẽ cố gắng bật kèo. Khẩu này thì thực sự đam nó rất là yếu, bắn như kiểu là mũi chị inox vậy. Ui rồi ôi, làm gì vậy? Mất bà nó 40 tiết rồi. Thằng kia ném bom chuẩn thế. Chắc thằng này được huấn luyện tại lò đào tạo cực kỳ đẫm máu của IS rồi. Gắt quá. Anh em tôi đang đứng ở nhà hình như là đẩy hầm B. Ok, để nó đẩy đi. Mình sẽ đứng đây check, đợi xem thằng nào đẩy đến không. Bên người ta TMP cũng có này. Gắt VL. Đây rồi, đẩy lên này. Ui dồi ôi, sấy chết bạn tao trong nhà luôn. Chất vậy. Vâng, tim mình hơi gà anh em ạ. Khổ thế. Mình nghe tiếng chân rồi. Trong hầm B có ấy. À, hầm B là bạn mình. Ui, bị sấy chết rồi. TMP sấy. Vai xoài. Mic cũng có anh em ạ. Bây giờ mic có, hầm B có, TMP. Làm gì đây? Khó thế nhở? Vẫn còn mỗi 2v4, 2v3. Rồi bây giờ là tình huống 1v3. Bây giờ mình nghe tiếng chân gần lắm ngoài mic rồi. Đi vào lại, ok. Biết ngay mà, có sai đâu. Rồi, bom rơi nhà. Bom rơi nhà thì chắc chắn là có người kênh bom, hay lắm. Bom của chúng tôi, các bạn kênh bom làm gì vậy? Cạn lời. Rồi, chắc chắn là trong hồi sinh rồi. Mình nghĩ là nó trong hồi sinh. Tường flash vào để cong lên. Ui dồi ôi, AK mệnh vậy. Vãi xoái. Rõ ràng mình bắn trước rồi nhưng không thể cấu được nhiều máu. Ok, thua 0-2 rồi. Cố gắng bật kèo nè. Cố lên. Cơ bản team mình nó bắn sâu xa ấy, toàn level thấp thôi. Đâm ra sợ không ăn được. Đã thế team bạn còn xài TMP. Quá gắt cho một cuộc tình. Đấy luôn. Ui dồi, TMP kìa. Hay quá. Vẫn ăn luôn TMP. Chất thế. Nãy mình thấy còn một thằng nhảy trong xe. Để xem nó đi đâu rồi. Nó chạy rồi. Ui dồi ôi, ăn sạch. Thằng kia còn cầm KAC nữa. Vãi xoài. Rồi cái bom đây. Còn đúng một thằng thôi. Trận này mình hơi bị nhàn anh em ạ. Vâng, anh em gánh hết. Mic. Ui dồi ôi, anh em tôi lên đồng à. Căng vậy. Chắc là mình canh đây một tí rồi chạy ra mic nha. Ok, đây không có ai rồi. Ra mic thôi. Để xem nó chạy đường nào. Đây rồi, nghe tiếng chân đây rồi. Ui dồi ôi, xế chết luôn ạ. Vãi, nó vừa đi vào cửa này. Tiếc thế. Quả mình đi nhanh hơn một tí nữa là ăn được rồi. Ok, bật kèo nào. Trận lúc nãy thì để anh em gánh hơi bị căng ấy. Vâng, anh em tôi bắn lên đồng. Chất VL. Nãy giờ đang tạ team thì bây giờ gánh luôn cả team. À đây. Đây thì TMP đẩy này. Vâng, bạn ấy quyết định là không thủ nữa và đẩy lên. Nhưng cái kết thì nó vẫn là như thế thôi. Đẩy lên thì xác định là sấp mặt. Ui dồi ôi, team bạn quyết định là đẩy lên anh em ạ. Không thủ nữa. Hay lắm DM. Này thì chạy đâu con lợn này. Ok. Mình sẽ đi móc mấy cái thằng đi công này. Công cho cố vô. Double kill.
4 thằng rồi, còn một thằng nữa thôi là Penta. Ui rồi ôi, quả cuối ở đâu đấy? Hình như là ở khu vực hẻm A, ở chỗ cuối hồi sinh. San bằng tỷ số là 2-2 rồi. Cố lên trận này chúng ta bật kèo 5-2 cho nó chất đi. Cái khẩu này tuy là nó hơi yếu nhưng đi lý thông người khác thì công nhận nó mệnh thật đấy anh em ạ. Dã vài viên là chết ngay. Chắc khẩu này chỉ đi lý thông là ok thôi. Thế còn mà solo thì cảm giác không ăn thua lắm nhở. Rồi bị sniper dã chết khu vực mic. Hay quá. Ui rồi ôi, đẩy lên làm cây dê. Vâng, đồng đội chết hết rồi. Cái này thì cái thằng M4 VIP này nó cứ thích đẩy lên nhà đấy nhở. Ui rồi, đây đây đây. Vâng, nó thấy team mình chết hết rồi, nó đẩy lên. Hiếp tao đi. Ui rồi ôi, 1v4. Ui rồi. Bình tĩnh nào. Này thì đẩy lên chúng tôi này. Một bé, hai bé. Ui rồi ôi, thơm quá. Còn một thằng nữa. Nó lên, nó lên. Này thì lên với chúng tôi này. Ok. Pentakill nha. Like vô, like vô. Anh em like mạnh vô. Ui rồi ôi, quả cân 5 chất vãi nồi. Vâng, một thằng đẩy lên thì bị mình hiếp trước, còn bốn thằng còn lại bị hiếp SML vì đẩy. Gắt thật. Riết chắc là mình bắn với máy quá hả? Một khẩu này cân 4. Vãi xoài. Vâng, thiếu tí nữa khá run tay nha mọi người. Tại vì ui rồi chết rồi kìa, mình tính đẩy lên. Cái khẩu này cân 4 nó khá là khó. Có thể ép lên một lúc mà có cả TMP nữa. May thằng kia nó chuyển nó. Cái đậu phộng. Ui rồi ôi, nó đẩy lên. Không được rồi. Nãy giờ đang luyên thuyên. Khiếp thế. Người ta đang luyên thuyên về cái vụ cân 5 một tí thôi mà nó đã dã SML rồi. Cái khẩu này tầm gần thì nó rất là mạnh. KAC hay lắm bạn này. Ui dồi ôi, chất. Bây giờ sẽ là tình huống solo 1v1. Công nhận bắn gần thì nó cũng khá mạnh phết, chứ không phải là yếu. Còn bắn xa thì nó như kiểu mỗi chiếc inox rồi. Với lại tốc độ xả đạn không nhanh. Ok, hay quá. Một viên chết luôn. Cố lên nào, bật kèo 5-2. Cố lên. Yo. Let's go baby. Let's go baby. Cố trận cuối cho đàng hoàng nào, không xàm nữa nhá. Xàm xàm mình lại bắn ấy lắm. Khu vực hẻm B đẩy lên. Có cả TMP. Ok. Rồi, sẽ chết hai thằng. Hay quá. Này thì đẩy lên này. Cái gì vậy? Vâng, anh em tôi hứng chó cong lên và đã phải nằm xuống hết rồi. Còn mỗi hai người, bây giờ sẽ là tình huống 2v2. Thầm B rơi bom. Đây có người. Đây chắc là mình sẽ vào hầm B thôi. Rồi, lấp ló ở khu vực hầm B. Hay quá. Phở lát, ui rồi ôi. Vãi cả đấy. Bằng tin nhiên tương bom vào đấy luôn. Chất vãi. Ok, vào B đặt bom nào. Cái thằng còn lại ở nhà cao A mình nghĩ nó cũng yếu lắm rồi. Nhưng vào đặt bom cho nó chắc đi. Cố định kèo 5-2. Đấy.
bắn chậm mà chắc. Còn đúng một kill nữa thôi, chắc chắn là nó sẽ đi vào A, đi vào side A rồi đẩy vào hồi sinh vào cái lỗ này 100% luôn. Đường đi ngắn nhất để vào. Cái thằng này chỉ cần một chạm thôi nó gãy. Không biết là có nên đẩy ra không ta. Ui vãi, tôi thấy chết luôn rồi. Ok, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem này thấy hay, quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.